Bích Liên xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý cộng đồng mạng, những người luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Bích Liên Official. Bích Liên cũng xin gửi lời chào đến những quý khán giả mà Bích Liên chưa quen. Như đã hẹn thì mấy chị em là Bích Liên, Vi Oanh, Việt Hà sẽ đi Kiên Giang và Bạc Liêu với chị Lê Thị Giàu để cùng nhau phát lương thực và các túi thuốc nghĩa tình, thuốc xịt mũi, là thuốc xúc miệng, thuốc xông. Thế mà phút 89, Bích Liên đã thay quần áo rồi nhưng lại lên một cơn sốt rất là cao hành hạ. Thế là đành phải nằm ở nhà theo dõi hành trình của mọi người. Bích Liên cứ chốc chốc lại lấy hình mà Việt Hà gửi về ra xem. Nhìn thấy ai cũng vui vẻ và rạng rỡ. Đúng là toàn những người có tâm, có tầm. Cả Vi Oanh, Việt Hà ai cũng năng nổ xốc vác hàng hóa như là những người bốc vác chuyên nghiệp. Thế mới hiểu được tấm lòng thiện nguyện như thế nào. Từ trong tâm của các bạn, chị Giàu là người mở hầu bao cả tỷ đồng nhưng lúc nào mặt mũi cũng tươi như hoa. Mặc dù mọi người rất là bận rộn nhưng ai cũng hỏi thăm Bích Liên xem tình trạng sức khỏe như thế nào. Thật là cảm động quá. Đã vậy khi Vi Oanh còn gửi quà, chị Giàu còn gửi quà về cho Bích Liên nữa. Bích Liên rất là cảm kích mọi người. Bích Liên xin trân quý những tấm lòng thiện nguyện của chị Giàu, của Vi Oanh, của Việt Hà và toàn thể team của chị Giàu. Xin chúc cho tất cả mọi người lúc nào cũng đẹp, rạng rỡ, tươi, miệng thì lúc nào cũng cười tươi như hoa, tâm thì thiện nguyện. Chúc cho cả nhà ai cũng đều mạnh khỏe, vui vẻ. Bích Liên xin chào tạm biệt.